áp tăng này, men gan tăng này. Xong lên mạng này mới gặp thầy á, bắt đầu em mới mua cặp đá về trường á, thì chị Yên chị hướng dẫn cách trường rồi đặt ở trên mạng nữa. Em trường hàng ngày á, ngày nào cũng trường tối, lúc đầu thì trường buổi trưa, về sau buổi trưa nó bất tiện quá, thế là em trường buổi tối, nhiều khi ngủ quên á, xong rồi nó gần như là bỏng á, nó đỏ cả lên chỗ này. Tại vì có khăn đúng không? Có. Nhưng mà ngủ ngon lắm, bây giờ coi như là mất ngủ là hết rồi. Và vừa rồi là rất là may là đi xét nghiệm lại máu á, thì men gan nó xuống cực kỳ là đẹp. Lúc trước là nó khoảng score ghép là 31-30. Nhưng mà vừa rồi đi xét nghiệm lại hai cái là 20. Bác sĩ cũng không biết là tại sao nó lại thấp thế. Men gan thì xuống rồi, cái mỡ trong máu thì từ nào giờ không có. Nó không ổn định. Nhưng mà cái tổng thể chị có cảm giác về mặt tinh thần được hoặc thể chất thấy khỏe hơn. Hồi lúc trước là đi lại rất khó khăn, chân á, lúc mà đi làm mà ngân hàng mà phải đi lên cầu thang mà ngày đi á, có nhiều khi đi không nổi thì đung hai tay hai bên thì đi rung đầu gối á, nó không đau nhưng nó rất là mỏi. Nó mỏi bây giờ thì ok rồi, bây giờ thì nó đỡ nhiều lắm rồi, giờ đi không phải. Hồi xưa ngồi xuống không được thì cho ngồi xuống, mà nhất là ngồi xuống cua là ngồi được. Bên này ngồi xuống được chưa? Dạ được. Hốt đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.